nhắm mắt vào cầu nguyện đi. Nhìn vào ánh nhìn nhạt, các nhìn vào ánh nhìn nhạt. Đấy, chắp tay vào là cầu học giỏi đi. Bà Lội ra ngồi gần chỗ ông nội đi. Bà Lội chuyển chỗ ra ngồi gần chỗ ông nội. Không, bà sẽ biết ngồi. Bà ngồi chỗ này nó không đúng. Bà ngồi gần ông nội là gần các cháu. Bà ngồi gần chỗ ông ấy mới đẹp. Đấy, bà ngồi tè xuống đấy. Đấy nó mới đẹp, đúng chỗ vị trí của bà. Bà ngồi lại xong bên này một tí. Đấy, có cái khe một cái bóng đúng nó là dài cái khe hết mặt bà không biết đâu. Cứ bình đấy. Nào ra đi để tôm nhé. Rồi, đẹp quá. Từ từ, để tiêm mới đã. Oh.
Yeah.